Chào mọi người. Thì hôm nay đang nghỉ trưa không ngủ được. Ra bao câu nghịch tí. Hôm nay mình sẽ câu cá rô phi ao nhá. Bằng con giun này này. Nào. Giun chuối. Tao đúng. Đây là giun mật. Giun chuối này. Quàng cổ. Rất là to luôn. Dùng con này câu rô phi xem nó cắn không nhá. Mình đeo găng tay này để lát nữa còn nếu có cắn thì cứ cá rô phi không đau sẽ cái tay. Còn cắt con này ra mẻ. Bẻ này quá. Nó dài quá. Cầm cái kia. Nó dài quá này. Để cắt ngắn. Này. Thấy chưa? Bẻ cái mặt kính. Nhìn. Okay. Cắt cái này. Đấy, lúc nãy thì nhìn nó dài. Giờ còn lại. Cắt từ đít trước. Ngon. Cắt từ đít. Ra màn rồi. Mình còn cái này thôi. Cố nhá, cánh đây. Bố mình hay câu bằng con mồi vàng. Mình không thích câu mồi, mình câu bằng cái này. Sao nó mờ đấy nhỉ? Xem có nó. Thôi. Trả lại cũ cho anh đi. Em đi xa xa ra để nhìn lại. Con đầu tiên. Ê. Câu bằng giun chuối nha, được một con chuối. Câu giun to mà được cá to. Con chuối các bạn nhé. Đó, theo. Ui. Ê các bạn nhé. Ê. Con chuối đầu tiên. Cá con này nó chỉ hai lạng. Tiếp. Wow. Con rô phi đầu tiên. Một con rô phi đầu tiên nha. Con thứ hai.
À, con thứ hai nha. Mất một con rồi. Con thứ ba, con thứ ba nhé mọi người. Yeah. Wow. Mãi mới được bác. Tiếp theo. Ok, còn con nửa con này đấy nhá. Đó, mình sẽ sang bên kia. Sang bên kia kìa. Cầu tiếp. Mình nhìn yên tĩnh xem có cá không. Đâu có mang cái ghế mà ngồi. Con tôm đi con. Con thì bỏ môi. Nó biêu. Cái con chuối. Ừ. Con nào to được, chuối to tóm vào mà ăn. Nè con cũng còn cổ tay. Ừ. Có khi con sộp. Anh đi to hết rồi. Ừ. Cứ mặc cầu những con to to nhặt thấy mà ăn con ạ.
để cho những con kia nó lớn. Nó mau, nó nhiều cá quá, nó không lớn được. Đấy, con này to là chén được rồi. Câu được con nào chú hả? Tôi câu được mấy con rồi ạ. Hết mồi rồi. Thêm con giun chuối. Để xem hết một con chuối được bao nhiêu cá nhá. Tên. Yo. Bún to. Ừ. Ôi. Nhảy ra rồi. À. Nhảy ra rồi. Ôi. Lấy cái thao mà đẻ. Lấy cái thao mà đẻ. Thao cái vùng qua nhà. Cái nào nhỉ? Nhìn gần nha. Bốn con to, mất ba con, cả một con chuối. Ôi,